Rồi, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Chí Toàn Cơ Khí của em nha. Ngày hôm nay em làm clip này là để chia sẻ kỹ thuật hàn cơ bản cho những ai mới bắt đầu tập hàn nha. Mấy anh nào sành sỏi thì bỏ qua giùm em nha. Rồi, để hàn được thì chúng ta có hai điều cần phải nắm. Thứ nhất là an toàn lao động, và thứ hai là kỹ thuật hàn. Tại vì khi chúng ta hàn que hay còn gọi là hàn điện hồ quang đó, thì cái nhiệt độ nóng chảy của kim loại rất là lớn. Do đó chúng ta sẽ rất là dễ bị phỏng và ảnh hưởng trực tiếp là vùng mặt và đặc biệt là đôi mắt nha các bạn. Mắt rất quan trọng, chúng ta phải có mặt nạ hoặc ít nhất cũng phải có một cái kính đen để bảo vệ mắt nha. Và tuyệt đối không bao giờ bỏ kính ra khi hàn nha các bạn, tuyệt đối nha. Rồi, dựa vào vị trí đặt que hàn cũng như vị trí của phôi thì ta sẽ có phân loại ra một số cái kiểu hàn như sau. Thứ nhất là hàn bằng, là cái phôi nó nằm bằng ở mặt đất và cái que hàn chúng ta sẽ hàn từ trên chúng ta hàn xuống. Đây là cái tư thế hàn nó dễ nhất nha các bạn. Rồi, thứ hai là hàn ngang, là khi chúng ta hàn cái đường hàn nó nằm ngang ở trên không nha, nó không có mặt bằng. Đối với hàn ngang thì chúng ta không thể kéo được nha các bạn, chúng ta chỉ có thể chấm bon từng chấm một thôi. Tại vì khi kéo thì cái kim loại nóng chảy nó nhiều quá, nó sẽ bị chảy gớt xuống dưới nha các bạn. Rồi, thứ ba là hàn đứng, là cái đường hàn chúng ta sẽ hàn thẳng đứng lên trên, chúng ta cũng bắt buộc phải chấm bon, chấm từ dưới chấm lên nha các bạn, từ dưới đất chấm lên cao. Rồi cuối cùng là hàn trần nha các bạn. Hàn trần là chúng ta sẽ hàn cái que hàn chúng ta sẽ chấm ngược từ dưới đất chấm ngược lên trên trần, gọi là hàn trần. Đây là cái tư thế hàn khó nhất và nguy hiểm nhất nha. Rồi, đối với điều chỉnh cái cường độ dòng hàn thì chúng ta tham khảo trên cái hộp que hàn nha các bạn. Mỗi hộp que hàn nó đều có ghi. Tuy nhiên thì cái thông số ghi trên này nó chỉ đúng đối với những cái máy hàn cơ cỡ lớn, công suất nó ra chuẩn thôi. Còn đối với một số máy hàn điện tử như bây giờ thì nó không được chuẩn cho lắm nha các bạn. Nếu như mà thấy nó yếu thì chúng ta sẽ dặn tăng lên một chút. Thường thì que 2 ly rưỡi này mình hàn ở dòng từ 115 cho đến 135 A là vừa, theo mình là như vậy. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tập hàn bằng nha các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ tập với sắt dày. Chúng ta có 3 kỹ thuật chính. Thứ nhất là hàn chấm dấu. Hàn chấm dấu nha các bạn. Rồi, thứ hai là kỹ thuật hàn kéo đường thẳng. Rồi, thứ ba là kỹ thuật hàn kéo theo đường dít dắt nha các bạn. Mình hàn theo đường dít dắt thì cái đường hàn chúng ta sẽ lớn hơn. Đây là 3 kỹ thuật cơ bản. Khi mà mới tập hàn thì chúng ta sẽ dùng một miếng phôi sắt dày như vậy. Chúng ta tập hàn đầy lên đó, xong rồi mài ra lại. Rồi hàn lại như vậy. Cứ như vậy làm mãi, chừng nào mà quen tay thấy cái mối hàn đẹp là được. Lúc trước mình học thì cũng mấy thầy cũng dạy như vậy. Rồi, để mình hàn thử các bạn xem nha. Chúng ta chú ý là đặt cái que hàn nó cách với cái mặt phôi một góc là 45 độ nha. Rồi, đó là hàn chấm dấu nha các bạn. Rồi, tiếp theo ta sẽ hàn kéo đường thẳng. Rồi, chúng ta chú ý cái chuyển động của que hàn nè, sẽ có hai chuyển động. Một là chuyển động kéo từ trước kéo lùi về phía sau mình. Thứ hai là chuyển động đi xuống của cái que hàn nha các bạn. Là khi chúng ta hàn que hàn nó mòn, chúng ta sẽ phải đẩy que hàn đi xuống sát cái phôi.
Rồi thứ ba là hàng kéo theo đường dích dắt. Hàng dích dắt thì cái đường hàng chúng ta nó sẽ lớn hơn nha. Rồi để mình chà ra cho các bạn xem nha. Đó, các bạn cứ tập hàng như vậy bảo đảm rất là mau biết hàng luôn. Các bạn cứ hàng vô xong rồi các bạn mài ra rồi các bạn hàng vô lại. Chừng nào thuần thục cái kỹ thuật này rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua sắt mỏng nha các bạn. Để mình hàn thử một đoạn sắt hộp mỏng cho các bạn xem nha. Rồi đối với hộp mỏng thì chúng ta hàn chấm bon nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ hàn một chấm. Chấm đầu tiên nè. Rồi chấm thứ hai sẽ chồng lên nửa chấm đầu tiên nha các bạn. Cứ chồng lên nửa chấm như vậy. Cái thời gian từ lúc chúng ta đặt cái que hàng xuống cho tới cái lúc mà chúng ta nhấc cái que hàng lên khỏi cái phôi nó sẽ quyết định là có lủng hay không nha các bạn. Các bạn cứ chấm một vài lần các bạn sẽ cảm nhận được cái khoảng thời gian này. Rồi mình xin kết thúc video này ở đây nha các bạn. Mình sẽ chia sẻ các kỹ thuật hàn khác trong video tiếp theo cho các bạn nha. Chúc các bạn mau chóng biết hàn nha.